La 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 la. Đi dạo thật là thoải mái. Hello các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. Ý gì đây? Một tòa lâu đài bằng hắc diên thạch à? Mình thử lại gần xem sao. Wow. Còn mấy bên phải là cái gì đây? Mình cũng không biết nữa. Nhìn mấy mé cửa coi sao này. Cũng tuyệt vời. Tiếng báo chuyên làng. Ủa, tại sao đây lại có màn nhện đây? Ủa không, mình bị khốn nhốt rồi. Oh no, no, no. Ôi không. Này cậu gì thôi? Hả? Như bác dân làng gọi mình thì phải. Mình phải tìm cách tiếp cận với chú dân làng này. Hình như khối oxy nhà bị chặn này. Ở đây có một cái cầu thang. Ok. Ôi trời ơi, tại sao mấy chú dân làng bị nhốt thế này? Này cậu ơi, cứu chúng tôi với, chúng tôi bị mắc kẹt rồi. Ủa, mà tại sao mấy chú dân làng lại bị nhốt ở đây? Tôi cũng không biết tại sao nữa. Mình phải tìm cách để cứu mấy bác dân làng này. Ủa, con xanh này đâu ra vậy? Để mình đọc xem. Xin chào, như ngươi vừa thấy đấy, ta đã đặt bẫy và nhốt hết dân làng này rồi. Ta sẽ triệu hồi đám zombie để tấn công dân làng như thế này. Gì cơ? Tấn công vào tối nay luôn ư? Bây giờ buổi tối luôn rồi. Oh no. Tập tiếp xem nào. Cuộc chơi cuối cùng nè. Và trong đám nạn nhân đó sẽ có người chuẩn bị tinh thần đi. Cái gì? What? Ủa sao thanh niên này lại biết mình ở đây? Oh my god. Rung rồi đây. Lạnh sống lưng quá. Để coi người giết gì. Người giết là bà trắng. Thằng này vô danh rồi. Không cho mình biết tên luôn. Ui. Vậy là đêm nay sẽ chịu một đám zombie sẽ xuất hiện và tấn công dân chỗ này. Mà mình không có vũ khí, làm sao để tấn công zombie được? Ta có vũ khí đấy. Ta để nó ở trong gương góc lâu đài đó. Hả? Ý bác nói là chiếc gương nằm góc bên kia. Đúng rồi. Trước khi bị nhốt, ta đã đặt sẵn vũ khí rồi. Mình thấy rồi. Để mình lấy đi xem. Oh my god. Toàn là bộ quần áo kim cương em cha anh nữa. Mới bao nhiêu ngày giàu quá các bạn ơi. Oh my god. Ok, mình sẽ lấy hết mấy bộ đồ này. Áo, quần và giày xong. Rồi ok bạn ơi, các bạn ơi, chuẩn bị sẵn sàng đánh zombie nào. Rồi ok, bây giờ mình xin ra ngoài xem nó có cái gì nào. Úi dồi ôi, cái gì đây? Mãi nhánh gì thế? Ta nghe nói, ở sân chiến đấu đó, nó đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Ồ, vậy à? Ủa hay là cả có dung, có đồ đá dung gì em nó mới ghê chứ. Ở đây có phát sáng, phòng tròn này là gì đây? Chỗ sự quan như bây giờ. Oh my god, chết là vậy rồi. Bây giờ trời cũng đã tối rồi nè. Chắc vài phút nữa chị Yumi sẽ xuất hiện. Chuẩn bị tinh thần nào. Anh ta dạng trước đi. Ủa, gì vậy? Ui, Yumi siêu hăng rồi. Oh no. Ui, Yumi thấy mình, bắt đầu tấn công mình rồi. Chặn lại. Ủa sao mình không bắn chúng gì vậy kìa? Ok, một game. Hey. Mấy mạng nhện này làm cho zombie khó tiếp cận về cái tòa lâu đài này. Nằm mơ. Chết hết đi.
không, bụi tôi chúng sinh tới gần rồi, quán nhanh mới được. Wow, combo chết. Còn một con nữa thôi. Yes, qua được rồi. Chưa xong đâu, còn 3 đợt nữa đó. Chị chú Dương lại, còn 3 đợt nữa hả? Oh no, oh no no. Còn 3 đợt thì hơi bị gắt à. Vì nãy là, vậy là tổng cộng sẽ là 4 đợt. Nãy mình mới xong đợt thứ nhất à. Còn đợt, còn 3 đợt mới chắc chết. Ôi da, chuẩn bị tinh thần đợt thứ hai. Đợt thứ hai bắt đầu rồi, úi dồi ôi, nó còn đông hơn cái trước nữa. Oh no, không thể. No, trời ơi, tấn công rồi kìa. Úi dồi ôi, đông thế nha. Vì ai mà chơi lại chứ. Oh my god. Hay là có một cái đống mạng nhện chặn lại. Không thôi là nãy giờ nó vô trong lâu rồi đấy. Ui, cũng dùng bị tiếp cận kìa. Gần hơn nè. Không được lại gần. Nghe chưa. Lẹ lên, lẹ lên. Ui, ui dùng bị vô nhà kìa. No, 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 no. Ui. No, no, no. Nhồi. Còn nữa không? Ui còn nhiều. Ui trời ơi. Đi đi. Đi. Yeah. Đi. 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 Vô. Ui trời ơi. Hơi bị ồn. Còn nữa không? Wow, hình như hết rồi. Giờ xong đợt 2. Đợt lần đợt 2 này nó đông hơn đợt 1. Có con chui vô trong này được luôn. Ui trời ơi. Còn đợt 3, đợt 4 thì sao? Rất là nguy hiểm. Ok, chờ đợt 3. 3:28 AM. Sao mà lâu thế nhỉ? Ui, ui trời ơi, được mà, sao mà đông thế? Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my chúi. Bắn chưa hết mới được. Ui trời ơi. Ui, 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 ui. Lại đây. Ui. Ui trời ơi. Đông thế nhờ. Ôi, sượng chúng sắp tiếp cận rồi. Oh no, oh no, oh no, oh no. Chạy. Ê. Ôi trời ơi. Cầm cái kiếm tiếp cận. Ê, ê, ê da. Ê, ê, phải bảo vệ dân làng bằng mỗi giá. Chạy. Ôi, 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 ôi. Ao. Như. Oh my god. Cuối cùng đợt băng đã xong rồi. Còn đợt cuối nữa. Đợt cuối lần chắc dữ dằn lắm nè. Oh no. Thôi xong xong rồi. 6 hours later. Hình như đợt 4 bắt đầu đấy, nãy giờ mình đợi 5 phút rồi. Oh my god. Sao đây? Ui ui ui. Ui không. Nó vô rồi nãy giờ rồi. Oh no. Ui trời ơi sao mà đông thế. Ui trời ơi sao mà đông thế nha. Ủa hình như có con gì đó vô rồi phải. Ui zombie nhỏ gì vậy. Đâu rồi. Ui nó kìa. Ui chà, chà, ai chà, ui, hai con nữa, hey, 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 ok, 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 lẹ lên,
Ui, bọn chúng tới rồi. Chà. Ui trời ơi, đông quá. Ôi dạ 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 dạ, chạy. Ui, bọn chúng tiếp cận rồi. Còn dâm bì nhỏ, dâm bì nhỏ nè. Dâm bì nhỏ, ui. Hey, 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 ui, ui, ui. Ôi 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 ôi. Còn giúp bí giùm bi lần này nè hả? Ui. 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 Ui ui. Không được để giùm bi vô dạy vô phòng vô khu vực này. Ui. Ui. Ui trời ơi, chỉ cần bộ đánh. Hey. 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 Ok. Sao ở đây đã chịu hồi thêm ma mới. Ui sao? Ui. Ui trời ơi, còn nữa hả? Chưa bao nhiêu đó đâu hả? Oh no, vậy này toan rồi. Kiểu này toan rồi. Úi giời ơi, úi giời ơi. Ui không được rồi. Sẽ không được cho gì mình vô đây. Kiến. Hey. 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 Ui. 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 Còn nữa. Sao đông đây vậy? Ui ui ui. Còn gì đá bên này nữa hả? Oh no. Không được. Không được. Nhiệm vụ là bảo vệ bác dân làng. Không được. Ui. Ui 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 ui. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. À đâu vậy? Ok. Ui giời, chính xác ạ. Ui. Ui chính xác. Ui. Chà. Nhưng mà không mày kiếm được tụi này. Oh my god. Hên quá. Cuối cùng không có zombie nào vô trong này. Oh my god. Để ngoài coi ngoài coi xem con nào. Ui, con zombie kìa. Ok. Ui, ui, đi đâu vậy? Ủa? Ta. Hey. Ok. Hey. Hey. Hey, ok. Để mình xem coi zombie chết chưa. Nguy hiểm mãi. Cuối cùng zombie chết chưa rồi. Bốn đợt này đã thắng. Mấy bác dân làng này giàu vãi liên hồn luôn. Giàu tới mức mình được một bộ giáp enchant cực kỳ mạnh luôn. Một trăm hỏng nữa chứ. Oh my god. Nếu như mấy bác dân làng cho bộ giáp kim cương bình thường thôi thì kiểu này chắc mình chết lâu rồi. Hồi nãy giờ mình mới để ý, hình như có một cái rương ở trên chỗ sầu quan của mấy zombie. Để mình xem, để mình xuống xem. Ok, đi, let's go. Ôi, lại dính nữa rồi. Ok, một cái chiếc rương. Trong này có gì đây? Một đĩa cảm biến áp lực gỗ sồi. Hình như là chìa khóa cái cánh cửa sắt hồi nãy nha. Được, một cái xẻng sắt. À, giải cứu cho dân làng, đúng rồi. Nhưng mà ở đây lại có một cuốn sách gì đây? Đọc xem nào. Ha, người cũng khá đấy. Nhưng nó chỉ là khởi đầu thôi. Cái gì? Nãy giờ đánh vui muốn chết thì chỉ là khởi đầu nữa hả?
ta sẽ quay lại sau 2 tuần nữa. 2 tuần nữa thì cũng khá lâu đấy. Nhục 3kg. Ồ, sau 2 tuần nữa hắn sẽ trở lại. Mà không biết hắn sẽ làm mình, làm hại mình hay là làm hại dân làng đây. Giờ không đứng nó nhiều đâu. Giờ phải cứu dân làng mà ghi mấy cái sẻn này. Ui, lại bị dính mạng nhện. Mình cực kỳ ghét dính mạng nhện luôn á. Đi đường này cho nó dễ. Ui, ok, mấy chú dân làng ơi. Không được, cái này bị ghét mấy cái này chẳng ơi. Ai mình phải cần một cái rìu nào đó. Cái bên kia mạng nhện trắng đều. Mình sẽ kiếm cái lắp mạng nhện. Được mà, có gì đâu. Dễ. Ok, mình sẽ đặt hết bên này để tránh khỏi mấy dân làng bị dướng vào này. Còn không mấy khó bờ lóc này nữa. Đạp 4. Rồi. Ok, mấy chú dân làng. Còn tới cũ đây. Dạ, sao mình lộn thế nha. Ok, cây sẻ. Xin. Yeah, bước được ra ngoài rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha, thằng trai trẻ. Dạ không có gì đâu à. Rồi, chú ơi, chuẩn bị ra ngoài thôi. Ra ngoài. Ok, cuối cùng đã giải cứu thành công các bác chân làng gấp hàng ơi. Mình sẽ kết thúc video tại đây thôi các bạn ơi. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like, đăng ký kênh và đăng ký chuông bên cạnh để đừng bỏ lỡ những video mới nhất của mình nhé. Nào mấy bác dân làng ơi, chuẩn bị về nè. Ủa, mà còn hỏi bác dân làng nè. Mấy bác có biết nhà gì nhà cái mấy bác nằm ở đâu? Tao không biết. What?